Dạ, Sơn Ngọc xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Dạ, lời tiên Sơn Ngọc xin kính chúc quý ông bà cô chú anh chị luôn có thật là nhiều sức khỏe. Dạ thì để Sơn Ngọc xin phép cả nhà, Sơn Ngọc để cái phần quà này xuống nha cả nhà mình nha. Dạ thưa cả nhà, thì hôm nay cả nhà thì Sơn Ngọc có mang một phần quà này nè, là gồm một thùng sữa với lại một thùng cháo á. Thì chiều hôm qua cả nhà ơi, thì hôm Sơn Ngọc đi quay về, và Sơn Ngọc đi qua bên cái tuyến đường này, Sơn Ngọc thấy một người cô bồng một đứa nhỏ. Thì buổi chiều hôm đó trời rất là mưa luôn cả nhà. Sơn Ngọc đi lên trên đây mệt quá. Chiều hôm đó thì rất là mưa cả nhà. Thì Sơn Ngọc có hỏi thăm người cô ấy sao mà bồng đứa nhỏ đi trong mưa như vậy. Thì được cô chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình của cô. Rất là tội luôn cả nhà. Thì hoàn cảnh của người cô này Sơn Ngọc cũng đã có ghi hình và chia sẻ rồi. Không phải người cô này mà là một bé gái. Nhưng mà hiện tại bé gái đó đã đi vô trong thành phố làm và để con ở lại cho người cô này lo. Nhưng mà không có sữa, có cháo gì ăn hết cả nhà. Rất là thương luôn. Thì hôm nay Sơn Ngọc mới quyết định là mua một thùng sữa với một thùng cháo để lên trên khu vực này thăm hoàn cảnh của người cô này cả nhà. Thì trên đây phong cảnh rất là đẹp luôn cả nhà. Rừng núi mà cả nhà ơi, phong cảnh rất là đẹp luôn. Hiện tại thì trời nó cũng vẫn còn đang ui ui cả nhà. Đi núi nóng quá, Sơn Ngọc cởi áo luôn cả nhà ơi. Trời mới mưa xong vẫn còn ui ui. Thì Sơn Ngọc cũng đã đến nhà của người cô này rồi á cả nhà. Phía trước nhà có cái cây cam đã ghê không cả nhà ơi. Có cây cam bự cho bá luôn nè. Không những một cây không mà là 3-4 cây lận cả nhà, rất là nhiều luôn. Cô ơi. À, cô đang ngồi hôm nay à? Con chào cô nha. Đây, để con mang quà vô để trong nhà cho mình. Đây. Để đây nha. Đây. 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 Gia đình mình ăn trưa gì chưa cô? Giờ này cũng trưa rồi chứ sáng gì nữa nào. Ăn chưa? Ăn rồi. Đây. Cho chú bồng nè. Chú bồng nè, chịu không? Chịu không? Chú bồng nè. Cho bé uống sữa chưa? Uống rồi. Hôm qua con hỏi cô có sữa có gì cho bé uống không? Cô nói là không có hả? Dạ không. Hết sữa luôn rồi hả? Như con mua sữa đây cho bé uống có được không? Sữa đó em bé uống. Phải không? Mua một thùng luôn. À, uống sữa nha. Nha. Bé tên gì cô? Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh hả? Trời ơi, cái tên nó trời đẹp luôn. Ảm. Ảm cho uống sữa. Cho không? Không cho. Đây. Để chú ấy sữa ra cho con uống nha. Chắc là anh cũng thèm sữa lắm rồi ha cô ha. Đây, cầm. Được 1 tuổi chưa cô? Chưa. Chưa được 1 tuổi hả? Ngày 30 tháng 10 một được 1 tuổi. Lúc trước đến thăm mẹ thì ba thì bỏ, còn mẹ thì hiện tại đang đi làm xa hay sao cô? Ừ. Đi làm xa. Đi làm xa. Rồi. Không có điện về nhà đâu. Không đi về nhà luôn. Có gửi tiền về cho lo lắng cho bé không? Dạ không. Cũng không luôn. Ba là bỏ mình gọi rồi, mình gọi điện nó có được đâu. Dạ. Chạy hết công gọi luôn á. Là ba bé là bỏ luôn rồi đúng không? Ba bé bỏ luôn. Nó đi làm từ ngày mùng 8 tháng 2 ông nó đi làm mà mất tích luôn. Là ai? Ba của bé này. Ba nhỏ này nè. Ừ. Ba bé gái nè, Mỹ Hạnh hả? Mỹ Hạnh. Chưa được 1 tuổi. Ừ. Mấy tháng? 10 tháng. 10 tháng này. Sáng giờ ở đây mưa đúng không cô? Ừ. Mưa. Hôm chiều hôm qua cũng mưa. Sáng hôm nay cũng mưa. Rồi giờ này cũng trưa rồi. Cũng tạnh mưa rồi cả nhà. Trời thì nó cũng đang ui ui ở ngoài. Mình nấu cơm gì ăn chưa? Ăn rồi. Mình ăn cái gì vậy cô?
Quay đang xong đó. Để con xem được không? Đây cơm cơm không đây. Là cô ấy bé ăn hả? Dạ. Ủa cái này cái gì kỳ vậy cô? Nấm mèo. Ờ, nấm mèo với cái gì? Cà. Là xào lên hả? Ừ. Không có thịt cái gì à? Đâu có thịt cá đâu. Nấm mèo với cà. Rồi, ồ, đây bông bông đu đủ. Ui cha. Hình như là này mình mới nấu hồi sáng đúng không? Mới nấu. À, lá đu đủ này cả nhà. Này món ăn truyền thống của của bà con ở trên núi cả nhà ơi. À, cho con thử một miếng nha. Ừ. À, dạ thưa cả nhà, thì Sơn Ngọc cũng hay đi lên trên khu vực rừng núi này cả nhà. Sơn Ngọc thấy ông bà của chúng chị người dân tộc Lắc Lay cả nhà, họ hay ăn cái lá đu đủ này nè. Nhưng mà riêng bản thân của Sơn Ngọc thì Sơn Ngọc ít khi ăn đắng lắm cả nhà. Hầu như là mình cũng không biết luôn. Nhưng mà Sơn Ngọc cũng muốn thử xem thử nó như thế nào, nó có đắng. Cô có bỏ thêm lá không. Lá bướm vậy lá không. Lá mớ. Lá non của cây điều á. Không. Không có à? Ủa chị, để mình luộc nghiêng thủy luôn hả? Ừ, luộc. Chắc là đắng lắm đây nè. Ăn thở đi. Có cái đũa không cô? Cái đũa con bé chơi mất rồi. Để à? Bên này phá. Đây còn con cây à? Nè. Trời ơi. Mỹ Hạnh này phá quá. Đây, để Sơn Ngọc mời ông bà của chúng chị. Sơn Ngọc xin phép ăn một ít lá đu đủ nữa cả nhà. Thì riêng bản thân Sơn Ngọc cũng như không biết ăn lá, kiểu như không biết ăn đồ đắng á cả nhà. Để Sơn Ngọc trải nghiệm ăn thử nha. Này lần đầu tiên Sơn Ngọc cũng ăn thử này cả nhà. Mình xin phép cô nha. Ăn. Đắng không trời? Thấy sợ. Bóc tay luôn cả nhà, bóc tay luôn nhá. Ăn cho ngon, lên trên núi mà mình ăn như ăn cơm không với lại cá khô vậy, mình bóc tay mình ăn ngon hơn là ăn đũa muỗng á cả nhà. Đáng quá. Được được được. Rồi. Mới. Như thế nào? Cảm nhận. Cả nhà, cho ngập chưa nhai mà kiểu như cái nước thôi á mà nó đắng như thuốc tây ấy cả nhà. Ăn như cơm được mà. Được. Cái trà cội luôn. Trời muốn chảy nước mắt luôn. Nhà cô có gì ngọt ngọt không cô? Không. Nó đắng quá. Nước kìa. Bột ngọt hả? Trời ơi. Đó, thôi nước ngọt à. Thôi để cô uống đi. Uống đi cho nó ngọt miệng. Cái kiểu như nó đắng mà. Nó đắng như cái vị thuốc tây luôn à. Ừ. Ăn như cô mà. Ăn được. Rùng mình luôn á. Không, kiểu như ý là con không phải là mình kiểu như là mình chê bai cái món ăn của mình. Nhưng mà con ăn thử coi thử là nó đắng như thế nào. Con thử thách cái bản thân coi thử là cái món ăn của ông bà của chúng chị người dân tộc Lắc Lay hay ăn ở trên khu vực rừng núi này nè. Không những là của ông bà của chúng chị người dân tộc Lắc Lay không. Nhưng mà cũng có những người dân tộc khác, chẳng hạn như con ở dân tộc Kinh nè. Hoặc là dân tộc khác con không biết, nhưng mà cũng chắc là cũng nhiều ông bà của chúng chị ăn. Nhưng mà kéo như nó đắng quá cả nhà. Cái nước không. Nó đắng cái miệng khó chịu ghê. Ý là như mình ăn quen vậy rồi ấy cô à, thì mình thấy nó như thế nào? Thấy bình thường mà. Ý là mình thấy nó không còn gì đắng nữa hay là sao? Đắng mà ít. Đắng ít. Ừ. Nó có vị nào khác nữa không? Không. Thế riêng bản thân con cũng thấy đắng không à? Nó đắng nhưng mà... Em chưa quen mà. Dạ. Kiểu như là cái lá đu đủ mình nhai cái nhà nó không có nát. Nó không có kiểu như là như rau mồng tơi hay là gì đó. Ừ. Nó không có nát nhưng mà nó kiểu như nó cũng sực sực cả nhà. Nó cũng sực sực nhưng mà nó có một vị đắng thôi. Nó ngồi ra nó không còn vị nào khác. Kiểu như nó đắng quá. Nó chiếm hết những vị khác rồi sao.
Như cái này chắc ăn cá khô là ngon. Nó đắng với lại mặn của cá khô ngon. Đâu có cá khô mà ăn đâu. Cái này mất vị giác ăn được. Mất vị giác ăn được hả? Thì con cũng thấy trên kiểu như là trên mạng này kia nọ thì người ta nói lá đu đủ thì nó cũng trị bệnh rất là nhiều. Bị ho. Ho cũng trị bệnh được luôn. Cho nên là cả nhà mình thấy không? Ông bà của chính quyền người dân tộc Đắk Lai ở cả nhà, họ ở trên núi họ ăn cái lá đu đủ này nè. Một phần thì ăn nó cũng trị được rất là nhiều bệnh cả nhà, cho nên là sức khỏe cũng tốt, sức đề kháng cũng tốt quá cả nhà ơi. Thì quay lại với chủ đề về gia đình của mình. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? Năm nay 34 tuổi. 34 tuổi. Trẻ vậy. 34 tuổi chắc gì hơn đó nữa chứ. Chị sinh năm 84 à? Sinh năm 84 mà. Sinh năm 84 à? Chưa không biết nữa. Dạ. Yeah. Chắc rằng là sinh năm 84 không? Sinh năm 84 hả? À? Đến thì hiện tại là cô mới có 39 tuổi không? 39 tuổi, gần 40. Vậy thôi kêu bằng chị ra trẻ nha. Cũng được mà, kêu gì cũng được. Kêu bằng chị ra trẻ ha. Chứ chị con thì cũng cũng cỡ đó à, cũng 30 mấy 40. Chị họ chứ không phải là chị ruột. Thôi kêu bằng chị ha. Mỹ Hạnh hả? À? Dạ, Mỹ Hạnh. Vào đây. Vào đây chú cho sữa uống nha. Không ngồi là không cho đâu á. Nó cho nguyên thùng luôn, ôm hết luôn nguyên thùng luôn. Thùng cháo đó nè. Thấy không? Nó bữa đây chịu ấm rồi nè. Nha. Theo quen rồi mà. Quen. Ông bữa nãy xì tay ra không cho ấm rồi, bây giờ cho ấm rồi nè. Nha không? Chắc có sữa uống quá ta. Đúng không anh? Chắc có sữa uống đúng không? Hả? Như cô trên núi vậy cô làm gì cô? Cô làm gì để mình có tiền á? Làm gì mà có tiền mà giữ bé này. À là cô giữ bé hả? Giữ bé đâu ai đang đi kiếm tiền được đâu. À quên nữa, nói chị sao cứ nói cô hoài. Nó không chịu sao á, à? Hạnh không chịu nè. Đứng. Ủa, đứng luôn. Ủa. Đi luôn mà. Biết đi luôn? Đi một bước, hai bước nữa. Là đi một, hai bước rồi, giờ thả được không? Được mà. Thả được luôn. Đâu... Thôi chị cho bé đi thử trên chiếu kìa. Đi được không? Té không? Không, đâu có chịu đi đâu. Muốn chơi nè. Không chịu đi hả? Quảng cáo sữa hay sao vậy? Hả? Ủa bé uống sữa đây là uống sữa nào chị sữa ơi? Sữa đó không. Sữa đây không á hả? Ủa chị mua đại mà cũng mua trúng luôn hả trời? Mua đại cho bé mà cũng mua đúng sữa bé uống, sợ nhiều lúc mua sai, kiểu như mua sai cái loại sữa mà bé hàng ngày bé hay uống á, mình mua cho bé uống cái loại sữa khác á là bé kiểu như bị đau bụng á. Uống sữa đi từ nhỏ đến lớn nè. Dạ. Mẹ đã bỏ đi từ 6 tháng. Bỏ đi từ 6 tháng rồi. Rồi ăn có miếng lá đu đủ mà giờ cái miệng nó cứ đắng hồi, có chịu. Đây. Đưa tay đây. Rồi hàng ngày đó là chị ở trên núi giữ bé. Vậy rồi như sữa tã đồ lo cho bé rồi làm sao? Có tã mắc tã không có tã ngủ không? Có tã thì mặc, còn không có tã thì thôi. Còn hết sữa thì sao? Hết sữa thì sao? Hết sữa rồi thì thôi, mình lấy gà mình bán hết gà rồi. Hết sữa cho bé uống thì lấy gà bán. Bán để có tiền mua sữa cho cháu uống. Này mua gọi sữa. Là cháu nội hay là cháu ngoại? Cháu nội. Cháu nội. Bên người dân tộc Đắk Lai á gọi là cháu nội, tại vì gì? Thuộc về phong tục mẫu hệ vậy đúng không? Mình bắt chồng, mình chồng ở với mình nói cho nội. Như là chị là chồng theo vợ á. Như bên người kinh em á thì
thì chồng là trụ cột gia đình, còn bên người dân tộc Lắc Lay là người phụ nữ, người vợ là trụ cột của gia đình, cho nên là lại gọi là gì phong tục là mẫu hệ gì đó. Quá ha, giữ bé còn nhỏ đâu ở yên chỗ đâu, quậy phá phá lắm còn nè. Rồi những lúc không có tiền mua sữa, mua tả cháo đồ này kia thì phải bán vật nuôi, chẳng hạn như gà. Có chăn nuôi gì thêm không? Lúc trước em có tặng cho bé Nhi dê đồ này kia á. Dê còn coi kia. Còi dê rồi thì còn hả? Nó bữa giờ nó có sinh sản gì ra không? Bữa nó sinh 3 con, chết 1 con, còn 2 con. Con có bố 1 con. Sinh 3 con. Một lần đẻ ra 3 con luôn á. Rồi, dê mà được một lần đẻ ra 3 con luôn. Rồi, cũng may mắn đó chứ. Chết 1 con nó có bố. Nó không chịu còn bố. 2 con. Đây sữa cho con này quên đi chứ. Đây chơi này con. Đây cầm sữa chơi đi. Là mổ hết trơn à. Một con dê mà đẻ ra được 3 con đó, cũng may đó chứ. Chứ thường là dê đẻ chừng 2 con rồi cùng. Đúng không? Dê đẻ 2 con rồi cùng. Hoặc là có thể nhiều hơn, nhưng mà cũng số ít khi mà nó đẻ ra được 3 con. Mà dê nhà mình nuôi đẻ ra được 3 con thì cũng may chứ. Nhưng mà một con thì nó không bú, nó mất. Rồi còn 2 con hả? Còn 2 con kìa. Còn 2 con. 2 con thì nó ăn mạnh khỏe rồi không? Biết ăn rồi. Thôi ráng nuôi nha, ráng nuôi đừng có bán nha. Ráng nuôi sau này nó sinh sản ra thêm nữa thì mình có nhiều mình mới bán nhá. Chứ bây giờ mình có ít mà mình bán nữa. Có ít rồi sao bán được nữa. Lỡ đâu nó chết luôn con mẹ cái rồi xong luôn. Kiểu nó chết con dê mẹ cái là đâu còn gì nữa đâu. Nó đâu còn sinh sản nữa đâu. Rồi xong luôn, lúc đó là không còn gì nữa luôn á. Này cho nữa này. Đấy. Trời ơi, nè cho nguyên thùng luôn nè. Ông nói không? Rồi như anh thì làm cái gì? Hôm chồng qua, của chị thì bao nhiêu tuổi? Ông sinh năm 79. 79. Sinh năm 79, chị 84. Anh thì làm cái gì chị, hàng ngày anh làm cái gì? Anh nhưng mà chị giữ con bé này, anh đi coi bò cục về xong đi kiếm măng để bán. Phụ giữ bé xong rồi đi kiếm măng. Ừ. Hôm rày giờ ở trên khu vực rừng núi mình á là mưa đúng không? Mưa là cũng đến mùa măng rồi. Là hiện tại bây giờ giá trị măng của mình trên này thì mình bán 1 ký măng thì được bao nhiêu tiền? Măng le thì 1 ký 6.000. À, măng le hả? Là có 6.000 thôi. Còn măng tre? Măng tre thì 10.000. Dạ. Là mình kiếm như ở trên núi mình kiếm mấy loại măng chị ha? Hai loại đó thôi. Hai loại thôi. Măng kia khó kiếm lắm, măng trúc á. Trúc nữa hả? Măng trúc nữa hả? Măng trúc á, 1 ký 50. 1 ký 50.000 luôn. Ô, măng một măng trúc là 1 ký 50. Trời ơi. Rồi sao mình không kiếm măng trúc á cho nó nhiều tiền? Đâu biết đường đi đâu, đi kiếm người ta không. Là nó ở trong sâu trong núi hay là sao? Ở trên núi cao kia kìa. Suối núi suối lạnh. Bữa nãy cho bé Hạnh ăn cái gì chị? Ăn cháo gà nữa gói. Cháo gà không cho ăn lá đậu đủ à? Không. Sao vậy? Sữa đã buồn. Nhỏ quá không ăn nhỏ. Được. Ê, mua cháo gì đây ta? Cháo gấu đỏ. Ừ. Cháo thịt đỏ. Bé đây ăn được không? Bé Hạnh ăn cháo này được không? Ăn cháo đây không? Ăn cháo này không? À. Vậy xong mình mua 2 thứ. Là thứ ở nhà cho Ngọc mua đại 2 thứ thì sao lại kiểu như là đúng ý của bé Hạnh luôn. Đúng cái hàng ngày như bé Hạnh ăn luôn à. Hiện tại ở ngoài nó cũng mưa lạnh rồi. Mưa nó chát rồi. Chắc ở trong căn nhà này nó cũng lạnh. Lạnh chứ. Tối mình về làm chứ. Tối về, sáng tối lên. Về sáng rồi. Chứ tối ở trên đây lạnh. Lạnh, bé. Nhà lủng lỗ hết trơn.
kiểu như đây là mình gọi là rẫy của mình mà đúng không? Đâu có phải là nhà chính rẫy chính thức đâu. Không phải là nhà trên rẫy. Nhà trên rẫy. Còn nhà chính thức của mình đó là ở dưới làng. Nhiều lúc như ở trên đây mình trồng bắp á, đến vụ mình cũng ở trên đây chứ, để mình giữ bắp chứ đúng không? Ừ. Mình ngủ ở đây luôn mà. À, ngủ đây để giữ bắp chứ không rồi. Rồi chuột nó phá đó. Chưa thấy chuột phá mà thấy hạnh phá nè, đập chén đập xôn rồi nè. Đập chén đập xôn hết trơn. Ờ, cái lò trong nhà là mình không còn nấu nữa hả chị? Em mưa to mình nấu trong đây. Mưa to nấu này còn mưa nấu ngoài kia. Giỡn lại anh Hải sao vậy? Hả? Giỡn anh luôn cô. Cả nhà mình thấy bé Hạnh có dễ thương không cả nhà ơi? À, nếu như cả nhà mình thấy bé Hạnh dễ thương á, cả nhà mình dành cho bé Hạnh một like nha. Cha thì bỏ đi đâu luôn, biệt tích luôn. Còn mẹ thì đi làm xa. Trời chân sao dính gì mà đen thui vậy nè? Chơi chỗ đây nè. Chơi chỗ nào? Đừng nói chơi lọ nghệ nha. Chơi lọ nghệ hả? Hạnh chơi lọ nghệ hả? Dính đen thui luôn nè. Dính đen thui luôn. Xong luôn. Nhìn. Cái đeo cái gì vậy gì? Bông te nó cố rồi. Một bên có hột, một bên không có hột à? Một bên có hột, một bên không có hột. À, mẹ bé có hay gọi về nói chuyện bé không? Không. Không luôn. Sao Hạnh không gọi cho mẹ kêu mẹ mua cho bông tai mới? Đeo bông tai kiểu kỳ vậy nè. Mẹ đâu có gọi được đâu, mẹ chặn hết cuộc gọi luôn á. Mẹ chặn luôn. Mẹ chặn hết cuộc gọi luôn hả? Ê dơ. Ê, 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 ê. Ê nha, không ngon. Ê. Trời. Trả lại đó, ai đâu mà lấy mà la. Đeo bông tai còn có ăn hột à? Một cùi. Dạ thưa cả nhà, thì ở phía ngoài nhà của người chị này cả nhà, thì có một cây cam rất là to luôn cả nhà. Này là gọi là cam rừng hay sao chị ơi? Quýt hả? Quýt chứ không phải cam. À, nãy giờ nó lộn là cam không à? Này là quýt, còn cam là cây nào? Cây dưới kia nữa, cây dưới kia là cam. Có một trái bự lắm nè cả nhà, không biết là ăn được chưa, trái bự nè. Chua lắm hả? Ăn được rồi nhưng mà chua lắm. Chua hơn rừng mình. Biết Hạnh muốn đòi ra coi quýt hay sao chứ, đòi kìa. Chua hơn cam rừng mình hái năm trước nữa hả? Dạ. Đây nữa nè cả nhà. Đây là quýt hay gì nè? Đây là chanh. Rồi còn cái này cũng là chanh luôn. Quýt. Ôi sao trên nhà mình trồng chanh quýt được nó giống nhau không à? Ồ, bự nữa nè. Ở ngồi này mình chuẩn bị làm cái gì vậy chị ơi? Mướp à? À làm vàng mướp. Đây cái nhà ra đây mình xem phong cảnh rất là đẹp luôn. Thì hiện tại trời đang mưa râm râm nè cả nhà. Trời đang mưa râm râm, với lại trời nó tối đi á thì cái hình ảnh nó cũng không có đẹp lắm cả nhà. Nhưng mà ở ngoài thực tế này á, Sơn Ngọc thấy hình ảnh phong cảnh nó rất là đẹp luôn. Hiện tại mình đang đứng trên núi cao. Núi này thì mình cái đường mình đi lên được cả nhà mình nha. Là mình đi xe lên được, mình đi một khoảng rồi, xong rồi mình lên trên này thì mình đi bộ lên đôi chút thôi cả nhà, chứ không có đi xa lắm. Và bên đây là một cây mãng cầu tây, có trái rồi nè cả nhà, trái quá trời luôn nè, bự rồi nè, biết khi nào nó chín nè, trái bự và bá luôn nè cả nhà, đủ không? Ở trên núi trồng trái cây quá trời luôn nè, này nữa cả nhà ơi, nhớ. Như mấy trái này chắc nó cũng lâu chín lắm ha chị ha? Lâu chín lắm á. Bự nó mới chín. Cái cam ngoài kia. À, cây cam ngoài kia, cây bự nữa. Thấy có trồng bự không đồ nữa. À. Ủa mùa này là mình không có trồng bắp vừa nhiều hả chị? Trồng bắp mình bữa đó là chết hết luôn. À, bắp là chết hết luôn.
Đạo nón anh cho Hạnh nè, cho đẹp gái nha. Không thích nón của tôi à Hạnh? Không thích nón của tôi à? Đạo lên cho đẹp gái để mưa dính ướt đầu làm sao, ướt tóc anh sao, tóc mấy cọng. Hạnh ha, có đậu không? Đậu không cho đậu này, đậu lên cái nhìn. Hey, chị vô nhà đi để ướt ướt bé mưa mưa năm trăm. Ủa lông này lông gì vậy chị ha? Chim gì nè, lông chim gì cả nhà? Ở ngoài mưa răm 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 trời nó ui ui vậy thì mấy đứa nhỏ nó cũng dễ bệnh ha chị ha. Bánh nè. Như hiện tại thì em hỏi thật chị cái này nha, như hiện tại khoảng thời gian này chị lo cho bé Hạnh á, thì chị thấy mình khó khăn như thế nào? Lo cho bé Hạnh khó khăn lắm. Mình khó khăn là mình khó khăn như thế nào chị ạ? Đi làm là một phần là đi làm không được nè, là tất nhiên là mình làm không được rồi á thì không có tiền. Không có tiền. Không có tiền cho nên là không có sữa, không có tiền để mua sữa cho bé Hạnh uống. Đâu có đi làm được mà có tiền mua sữa. Dạ. Thì bé đói thì thấy thương ha. Cháo rồi nữa. Có khi nào mà ở nhà mà không có sữa, không có cháo luôn không? Mình lên không có sữa mình lên gạo chút xíu mình nấu cháo cho nó ăn. Lấy ít gạo nấu cháo nha. Nè, cái đứa này cái mặt ong cắn, bữa con ong to nó cắn nè. Gì ghê vậy? Cái con ong nó cắn thì sao vậy? Đây nè. Cắn mà con ong nó to. Cái tai nó sứt luôn hả? Ừ. Rồi. Sơn quá trời luôn, bị sứt luôn á. Dạ, là con ong mà nó, con ong mà bự ngay ngay nó hay bay ngay chỗ con bò đúng không? Này. Anh ơi con ngồi im nha. Con cho ông bà xem tai của con bị sao nè. Đây. Con ong nó chết. Trời ơi, ong nó chết một cái mà kiểu như là nó bị mất hết một đường rồi cả nhà. Mình con đi rẫy á. Nó lành rồi, nó lành chứ không phải là nó lành lâu chưa? Lâu chắc rồi, lâu rồi nó mới lành chứ. Còn tháng rồi. Này. Rồi lúc đó rồi nó chết rồi sao? Bị sốt luôn á. Sốt luôn. Con ong nó chết bò còn sợ nó chi là người. Thậm chí nếu như có thể chích người mình mất luôn á. Thiệt chưa? Dạ. Con ong. Hình như con ong nó gọi con ong bắp cày đúng không? Ong cái tuổi nó to có đây nè. Dạ. Là cái bụng nó có đường viền màu vàng vàng như vậy. Con ong nó bự như cái ngón út vậy nè. Dạ. Ong bự chà bá luôn à. Vì sao mà con ong nó mà chích. Mới chích con dê của bà dì đây nè. Chích một con dê luôn á. Chết luôn à? Chích con dê chết luôn. Chết luôn á. Ấy là bé Hạnh đi đâu mà để mình còng đi rẫy trên đường á. Cõng đi rẫy. Cõng đi rẫy đi trên đường đi để bố kiểu như rồi gặp nó cái nó chích luôn. Chắc xui rồi. Là bè đâu đâu không biết nó cắn chỗ đây nè. Đi núi vậy gặp trường hợp vậy thôi chứ. Nó chích vậy chắc mình bồng về lại chứ còn ở trên rẫy. Xuống lại nữa. Xuống lại chứ. Để cho bé uống thuốc này kia chứ. Còn ông nó chích một cái là như là người lớn mình có thể thiệt mạng. Bữa chị lo lắm mua thuốc, chích thuốc cho nó uống. Cái này đã nghèo mà còn gặp cái eo nữa chứ. Đã nghèo mà còn bị ông chích này kia nữa. Nhưng mà cũng rất là may mắn. Không sao, nó chỉ mất đi một miếng thịt vậy thôi. Mất luôn một miếng thịt nè. Chích ngay tai luôn à? Ừ. Xuống hết cả đầu lên luôn nè. Trời ơi. Tô cả chả bá luôn. Rồi. Chị sợ luôn á. Xui, cái đó là xui, ai đâu muốn. Xui ai mà. Biết đâu. À, thì bồng đi rẫy thì ai cũng đi rẫy mà. Xui vậy thôi chứ giờ làm sao. Dạ hôm qua thì em thấy chị bồng bé Hạnh đi lên trên đường, đi trên núi nè. Thì em thấy trời mưa nữa thì em mới hẹn là hôm nay em sẽ lên
em thăm rồi em mua cho gia đình của mình, mua gửi tặng cho bé Hạnh nè, chủ yếu bé Hạnh nè, bé Hạnh không có sữa uống nè, không có cháo ăn nè, đấy thì em mua cho một thùng sữa với lại một thùng cháo bịch. Dạ, thì cái phần quà hôm nay là của cô Hai ở Thảo Điền, cô Hai có gửi cho em là 700.000. Dạ, thì em cũng mua một phần quà này và còn dư số tiền là 350.000, đó là 350. Em cũng thay mặt cô Hai Thảo Điền em gửi cho chị để chị lo cho bé Hạnh nha. Ai, Hạnh ơi, Hạnh nhìn lên đây, Hạnh cảm ơn bà Hai ở Thảo Điền đi Hạnh. Hạnh mà nói được thôi chứ chắc bà Hai tặng cho Hạnh nhiều quà lắm á. Thôi, không chịu. Dạ thì mới nãy em mua thùng sữa với lại thùng cháo là cũng hết 350. Cho nên còn dư là 350. Dạ. Tổng cộng là 700. Là 700 là của cô Hai ở Thảo Điền. Dạ. Cho gia đình của mình tặng cho bé Hạnh để bé Hạnh có sữa có cháo để ăn với uống. Dạ thì con Sơn Ngọc cũng xin thay mặt gia đình của bé Hạnh một lần nữa con rất là cảm ơn cô Hai ở Thảo Điền rất là nhiều ạ. Con không biết nói gì hơn, con chúc cho cô và gia đình của cô luôn có thật là nhiều sức khỏe. Tuy là hiện tại thì nó cũng dư số tiền nó cũng không là nhiều nhưng mà nó cũng một phần nào đó đỡ cho mình ha chị ha. Những lúc ngạt thôi. Nếu như có duyên nữa thì em sẽ hỗ trợ cho bé Hạnh có thêm sữa cháo rồi để ăn để uống. Chứ bây giờ chị thì lo cho bé thì không đi làm ở đâu được rồi. Đâu có đi làm được đâu, dạ. Giữa bé ở nhà không? Mẹ bé thì đi đi vào thành phố làm à. Bữa chị giữa bé được 2 tháng, hết gạo ăn luôn nhưng mà chị ăn gà hay con mua gạo ăn. Dạ. Mẹ bé vô thành phố làm là không có gửi tiền về để cho chị lo cho bé hả? Dạ không. Không. Rồi ba của bé là bỏ lâu lắm rồi. Bỏ từ tháng 2 ăn Tết xong ông đi á. Dạ. Chị có một mình chồng của chị là đi làm đi rẫy rồi thôi mới có tiền để mà trang trải. Đừng có cho bé ngậm tiền nha chị nhé. Tiền ẻ lắm. Sơn Ngọc thấy mấy đứa nhỏ mà kiểu như ở trên núi mà không có cái ăn như thế này cả nhà, thấy rất là thương luôn. Những lúc mà trời âm u như thế này nữa thấy nó buồn hả chị ha? Thấy buồn không? Trời buồn âm u thì buồn không? Cắt tiền đi chị, cắt tiền vô đi, cho bé một tờ thôi để bé chơi thôi. Chơi thôi, lấy nữa lấy lại cho để mất cái là tiêu luôn á. Rồi như chị ở nhà, trong nhà vậy rồi giữ bé vậy thôi hả? Giữ bé thôi, nó ăn đâu có được đâu. Rồi bé ngủ là mình... bé ngủ mình nó ăn. Này, cho bánh nè. Có đầu tiền không à? Ừ. Trời ơi. Có bánh mới nãy chơi với bánh mà giờ có tiền rồi chơi với tiền không chịu ăn bánh nữa. Hãy lấy lần cắt đi. Phái tiền. Thấy tiền nó thêm lắm. Thấy tiền thèm lắm à? Ừ. Mới bị lớn mà thấy tiền thèm lắm. Này con thử lấy lặt thử. Lấy anh cho. Không cái nhà không cho ơi, cái nhà. Đấy, không cho. Anh cầm chắc lắm cả nhà ơi. Lấy lại thêm lần nữa này. Cầm chắc lắm cả nhà. Khôn ghê không? Thông minh. À cho. Cho ơi xin đi. Cho. Cho tiền đi. Cho tiền. Cho tiền đi. Đây. À cầm thâu xin mới cho hả? Cho tiền đi. Đó đúng rồi. Lấy nha. Lấy nha. Nha. Thông minh ghê không? Rồi.
Thì hôm nay con đến thăm em đến em thăm em tặng cho gia đình của mình sữa với lại cháo đó, rồi dư chút tiền thì em gửi cho gia đình mình luôn. Thì đó là phần quà của cô hai ở Thái Điền dành tặng cho gia đình của mình. Em xin phép em về nha. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Em còn đi thăm những hoàn cảnh khác nữa. Dạ, Sơn Ngọc cũng rất là cảm ơn quý ông bà của chính chị mình đã dành thời gian quý báu để xem video của Sơn Ngọc nha. Dạ, Sơn Ngọc rất là cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ. Cả nhà mình có thương Sơn Ngọc thì cả nhà mình đừng quên ủng hộ Sơn Ngọc một like, một lượt đăng ký kênh nha. Dạ, và con Sơn Ngọc cũng không quên một lần nữa, con cũng rất là cảm ơn cô Hai ở Thảo Điền. Con luôn chúc cho cô và gia đình của cô luôn có thật là nhiều sức khỏe. Dạ, Sơn Ngọc xin phép tạm dừng video tại đây. Hẹn cả nhà mình đón tập video tiếp theo. Bye bye.